Truyền thông trong nước vào ngày 6 tháng 8 đăng tải thông tin cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh đã quỳ gối trong sáng cùng ngày tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk để xin được gặp lãnh đạo tỉnh và gửi đơn trình bày vụ việc của cô. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh được báo điện tử Giáo dục Việt Nam dẫn lời cho biết cô cùng với một giáo viên khác mang đơn đến văn phòng đăng ký tiếp công dân tỉnh Đắk Lắk. Nhưng cán bộ tiếp dân không cho hai cô đăng ký gặp lãnh đạo tỉnh với lý do Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra quyết định nên cứ chấp hành theo quyết định. Không đồng ý với cách từ chối trên, hai cô giáo tiếp tục đến trụ sở Ủy ban tỉnh Đắk Lắk vào tầm 9 giờ sáng và đã chờ ở đây khá lâu nhưng vẫn không được cán bộ ra nhận đơn. Trong lúc ngồi chờ, hai cô giáo nhìn thấy một cán bộ ở văn phòng đăng ký tiếp công dân chạy đến nói với bảo vệ đuổi hai cô ra bên ngoài. Người bảo vệ lên tiếng với hai cô giáo rằng hãy trở lại văn phòng đăng ký tiếp công dân và sẽ được cho làm thủ tục đăng ký gặp lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên, hai cô giáo đã không đồng ý và đến khoảng 11 giờ trưa, cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh quyết định quỳ gối để xin được gặp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk xem xét giải quyết trường hợp oan ức của mình. Vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh quỳ gối tại Ủy ban tỉnh Đắk Lắk vào sáng ngày 6 tháng 8 được ghi hình lại trong một video clip và trong clip có sự xuất hiện của nhiều cảnh sát khi cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh có hành động quỳ gối xin dâng đơn lên cán bộ tỉnh. Sau khi đoạn clip ghi hình cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh quỳ gối yêu cầu cán bộ Ủy ban tỉnh nhận đơn của cô theo quy định luật pháp được lan truyền, báo điện tử Giáo dục vào chiều cùng ngày đã được ông Bùi Hồng Quý, chánh văn phòng Ủy ban tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh có đến văn phòng của Ủy ban để trình bày nộp đơn và đã ra về sau khi được cán bộ giải thích hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật. Ông Bùi Hồng Quý còn khẳng định cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh không có quỳ tại trụ sở Ủy ban tỉnh Đắk Lắk, mặc dù clip của cô Hoa Anh quỳ gối đã tràn lan trên mạng xã hội. Đài RFA ghi nhận mặc dù chưa rõ thực hư sự tình vụ việc như thế nào, nhưng dư luận đặc biệt quan tâm đoạn clip ghi hình cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh quỳ gối nơi trụ sở Ủy ban tỉnh Đắk Lắk để xin dâng đơn tố cáo. Qua các ý kiến trên trang fanpage của truyền thông nhà nước và trên mạng xã hội, rất nhiều người chỉ trích và lên án cách hành xử tiếp công dân của cán bộ ở văn phòng Ủy ban tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh đó cũng không ít ý kiến cho rằng việc quỳ gối của cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh là không nên và hành động quỳ gối đó sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế hệ học sinh. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, một thầy giáo được cộng đồng biết đến là một tấm gương đấu tranh chống tiêu cực trong ngành giáo dục, qua trang Facebook cá nhân cũng đã chia sẻ thông tin về trường hợp của cô Hoa Anh. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa cho biết cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh vốn là một giáo viên giỏi, từng dạy học nhiều năm ở vùng sâu vùng xa tại trường Buôn Ky, phần đông học sinh là con em đồng bào dân tộc Ê Đê. Và cô bị quyết định lại phải chuyển trường đi xa do vi phạm dạy thêm, trong khi cô chỉ ôn bài kiến thức cho một nhóm em nhỏ là cháu trong gia đình và con của đồng nghiệp mà không thu tiền học phí. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa lên tiếng với RFA vào tối ngày 7 tháng 8. Tôi cho rằng đây là một cái sự bất ức tột cùng của cô giáo buộc cô phải chọn giải pháp quỳ gối trong ủy ban. Một số người phê phán cô là việc quỳ gối như thế là thể hiện một cái sự khuất phục, khiếm nhược, không ngẩng cao đầu. Quan điểm ấy cũng có lý. Nhưng đối với một phụ nữ chân yếu tay mềm thì việc đó mà phải ngẩng cao đầu ở Việt Nam là rất là khó. Tôi đây chưa bao giờ tôi khuất phục mà tôi cũng bị vùi dập trong khi tôi là đàn ông chịu được cái áp lực rất lớn thì mới có thể chịu đựng được. Cái gì phải thông cảm với cô ấy là trường hợp này là cô ấy bất tức quá, chưa kể rằng một thời gian dài trước đó là cô ấy đã ốm đau gần như điên loạn thần kinh, khóc lóc năn lội ở gia đình trong một thời gian mấy tháng trời rồi sau khi bị tỉnh ra cái quyết định như vậy.
Trong cùng ngày 7 tháng 8, câu chuyện oan ức của cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh đều được báo giới trong nước đưa tin. Theo tin, nữ giáo viên Nguyễn Thị Hoa Anh với tâm huyết dạy học trong nhiều năm, bị điều động từ trường tiểu học Võ Thị Sáu sang trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 17 tháng 8 năm 2018, với lý do điều chuyển giáo viên trường thừa sang trường thiếu. Sau khi nộp đơn khiếu nại, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột vào ngày 23 tháng 10 năm 2018 cho biết nguyên nhân điều trường là do giáo viên vi phạm dạy thêm. Bởi vì các nguyên nhân điều trường mà chính quyền thành phố Buôn Ma Thuột đưa ra không đồng nhất, cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh làm đơn khiếu nại nhiều lần lên các cơ quan của thành phố Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lắk nhưng không được giải quyết. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh quyết định làm đơn tố cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột và dẫn đến vụ việc cô phải quỳ gối vào sáng ngày 6 tháng 8. Một số người theo dõi vụ việc của cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh chia sẻ với AFA rằng họ tin vào cô giáo hơn là chính quyền tỉnh Đắk Lắk qua viện dẫn trường hợp của tử tù nông dân Đặng Văn Hiến buộc phải có những hành vi tự bảo vệ công lý cho mình trước sự thờ ơ cửa quyền của chính quyền địa phương trong tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ riêng tỉnh Đắk Lắk mà còn có nhiều ý kiến cho rằng tình trạng quan chức cán bộ cơ quan công quyền của nhà nước trên khắp Việt Nam đều hành xử với dân theo kiểu cách xin cho, chứ không theo luật pháp. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam, lý giải có một sự bất hạnh cho người dân Việt Nam khi làm việc với các cơ quan công quyền là do một nhà nước dân chủ của dân do dân vì dân đã không ra đời sau tháng 8 năm 1945 như lời tuyên truyền hô hào trước đó. Ông Nguyễn Khắc Mai nhấn mạnh. Đó là một nhà nước nối dài cái phong kiến đảng thành vua. Và đứng đầu đảng là một cái ông tổng bí thư là siêu vua. Và tất cả những cái luật lệ là đều áp đặt cho dân. Còn dân thì không có quyền hành gì. Thế cái bi kịch là ở lớn là ở chỗ đó. Cho nên là từ cái cơ chế đấy là quyền dân không còn. Và cái người quan chức, công chức, nhân viên họ biến họ thành ra là một ông thủ, họ có quyền ban phát, họ có quyền cho và họ buộc người dân phải xin, thì đấy là nó là quyền dài. Trong một lần trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, luật sư Lê Công Định cho rằng bộ máy công quyền tại Việt Nam không tuân thủ những quy định về quyền và trách nhiệm của cán bộ công chức mà chỉ hoàn toàn hành xử theo cái mà họ nghĩ rằng được trao quyền bởi Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thế theo nhận định của các nhà quan sát tình hình Việt Nam như ông Nguyễn Khắc Mai và luật sư Lê Công Định, thì tình trạng người dân buộc phải quỳ gối nơi cơ quan công quyền sẽ có thể vẫn còn tiếp diễn, cũng như việc tiếp công dân của cán bộ cơ quan nhà nước là tùy thuộc vào việc họ muốn hay không. Chúng tôi có thể điểm lại thông tin từ kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ được công bố hồi đầu tháng 9 năm 2018 rằng các giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã không tiếp công dân trong suốt hơn 5 năm. Nếu mà ghi luật ra đây mới xong. Không, chị nghe luật ra đây mới xong. Đó. Thì cứ kêu chủ tịch tỉnh xuống đây cho gặp tụi chị đi. Đó là lãnh đạo các là người nắm gục. Văn thư lên đây cho tôi. Văn thư từ nãy giờ tại sao không xuống? Cứ đợi bắt đầu là đợi người ta bức xúc lên bắt đầu mới chịu. Hỏi làm sao mà chịu rồi? Chủ tịch văn thư đây giờ xuống giờ văn bản đây đi. Đó. Bây giờ đã nói từ sáng giờ rồi. Bây giờ cứ làm đi làm cho nó xong đi. Kêu ra đi.
còn không là chủ tịch tỉnh phải ra. Bây giờ là giải quyết cho người ta đi chứ. Người ta phải quỳ, người ta lạy như thế này mà chủ tịch ủy ban tỉnh không ra giải quyết. Không ai ra giải quyết hết. Từ sáng giờ chỉ có bảo vệ với lại công an thôi. Còn cả lãnh đạo, cả văn thư cũng đấy, điện đi điện lại. Chứ phòng bảo vệ người ta điện bao nhiêu lần rồi. Chị không trách tụi em đâu, tụi em làm việc hết mình rồi. Từ sáng giờ chị vẫn biết là tụi em đang điện, điện rất là nhiều. Đó, mà bây giờ cả lãnh đạo ủy ban tỉnh cũng không. Mấy người đưa lật ra thì mấy người phải đưa cho lật ra đấy cho tôi đi. Đó, giờ cứ lãnh đạo ra đi. Lãnh đạo ra, bây giờ ra ra mày mày giải quyết. Đưa ra cho tôi đi. Các người là người nắm luật đấy. Bây giờ làm sao? Giờ chủ tịch, phó chủ tịch đâu? Giải quyết như thế nào? Tôi phải thi hành quyết định đó. Phải luật nào đưa ra đây cho tôi. Đó, tôi nói tôi chết ở đây. Tôi không có đi đâu hết. Cả một cái ủy ban tỉnh mà không giải quyết được cái việc gì cho dân hết. Hỏi làm sao mà chịu được. Không bao giờ tôi đi mà không giải quyết cho tôi chết cho ủy ban. Đó. Từ sáng 9 giờ tới bây giờ rồi chứ đâu phải ít đâu em. Đó, từ chị tới là 9 giờ rồi thấy chưa? Vậy đâu phải. Nãy bên phòng nội chính có gọi điện xuống là kêu tụi ăn xuống giờ giải quyết cái vụ này. Dạ, mà từ nãy giờ đó cứ miết vậy. Không, mới vào đó. Bây giờ chị kêu chị vô phòng đi ngồi chờ một tí đi à. Đó, thì có văn thư không ra nhận đơn không mà cũng ra. Từ bên 32 đây thì cũng gấp. Không nhận, đẩy tụi chị ra đây. Đẩy tụi chị ra đây rồi bây giờ là như thế này đây. Hỏi như vậy làm sao mà chịu được. Chịu gì nổi. Có văn thư ra chị. Sao giờ ra tới nơi tôi nào. Cả một buổi sáng, cả một buổi sáng làm thì chị mất công mất việc biết bao nhiêu. Mà bây giờ đợi rồi dân phải quỳ lại rồi bắt đầu mới ra nhận đơn. Hỏi như vậy thì hỏi làm sao mà việc nó trôi được em. Có mỗi nhận đơn thôi mà cũng như vậy nữa. Đó. Đúng luật pháp thôi, tôi không cần phải làm gì hết. Đó, con Thắng đây. Giờ thì giải quyết đi. Thì tại vì không cho người ta đăng ký, không cho người ta gặp thì người ta phải quỳ chứ sao?